Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình giới thiệu các bạn một em BMW S1000RR nha. Con này là bản 2016. Vừa được shop mình nâng cấp một cái combo rất là đẹp dành cho BMW luôn. Vừa đẹp mà vừa sáng này nha anh em, cải thiện độ sáng rất là ok nha. Thì đối với BMW thì đây là một cái combo nó rất là đẹp mà mình chỉ thấy trên những diễn đàn nước ngoài người ta làm thôi. Và mình cũng lấy cái kiểu dáng đó mình học theo và mình làm. Nhưng mà với cái thiết kế và lắp ráp là nói chung làm tại shop hết luôn ha. Toàn bộ cái combo này mình lấy ý tưởng từ một bộ đèn của nước ngoài người ta làm sẵn. Tức là người ta làm sẵn cả full cái chóa, cả hai cái chóa như thế này. Giá nó khoảng tầm 15-17 củ á. Thì gửi về cho anh em ráp vào là như zin. Nhưng mà đối với combo này thì mình lại giữ nguyên cái chóa zin, nhưng mà mình làm cho anh em. Thứ nhất là với combo này á, anh em sẽ có một cái viền. Mình làm theo cái mẫu mình để trên góc màn hình đây. Đó. Thì mình sẽ làm cái viền xung quanh cái chóa. Nó sẽ hiện lên được cái cặp mắt của cái con cá mập của anh em. Nó rất là ngầu luôn. Anh em đi ban ngày ban đêm thì nó vẫn rất là rõ ràng, rất là sáng nha. Cái này là mình làm bằng led siêu sáng cho nên là anh em thấy là ban ngày anh em thấy vẫn độ sáng rất là ok. Đây là ánh sáng ban ngày nha. Ban đêm thì càng rực rỡ hơn nữa, vì ban đêm thì quá rõ ràng rồi. Ban ngày thôi, mình chỉ cần là ban ngày nó rất là sáng, nó rất là rõ ràng. Anh em vẫn có thể thấy rất là rõ ràng. Và bên này, bên phần chóa đèn cốt thì mình làm theo cái viền chóa là vẫn như cái mẫu kia, nhưng mà mình làm là bi cầu, là bi cầu led. Bi này là bi Kenzo S800 và mình có khắc họa cho anh chủ xe một cái logo ở đây là Vinfast, kèm theo đó là một cái dòng chữ BMW S1000RR rất là đẹp luôn anh em, rất là sắc nét nha. Và cái lúp và cái chữ này bạn có thể đổi màu so le với nhau rất là đẹp qua điện thoại nha. Anh em có thể đổi màu qua điện thoại bằng app qua Bluetooth nha. Đó, tí nữa mình sẽ đổi màu cho anh em xem. Với combo này á thì anh em vẫn có thể canh chỉnh tăng chỉnh lên cái chóa đèn lên xuống bình thường nè. Rồi mình có một biến tấu nữa, đó là mình cái vòng này mình tích hợp luôn xi nhan cho anh em. Đây, bây giờ xi nhan giùm anh cái mình ơi. Thì khi mà mình xi nhan á thì nó sẽ đá đèn từng bên. Đó, ví dụ như xi nhan trái nè các bạn thấy là để xi nhan đây có cái đèn xi nhan zin ở dưới nè, cái bựng nè các bạn. Khi các bạn xi nhan thì nó sẽ chớp luôn cái đèn ở trên này nữa. Đó, các bạn thấy là tích hợp xi nhan luôn nha, rất là ok. Rồi bên này đó, khi anh em xi nhan thì nó sẽ chớp bên này. Cái đèn một cái đèn viền chóa này nó rất là sáng nha anh em, cho nên là kể cả ban ngày ban đêm anh em vẫn thấy rất là rõ ràng cái tín hiệu xi nhan nha. Đó, anh em thấy là mình đang quay vào điều kiện buổi ban ngày đó, nhưng mà cái ánh sáng của nó rất là mạnh, rất là sáng. Rồi, tắt xi nhan em, bật hazard giùm anh, có một nút hazard ở trên cùng công tắc đó. Nó có nút ưu tiên nè, cái này nhiều công tắc quá. Rồi để em bấm cho đây này, nút hazard này. Đó, đây các bạn, đây là nút hazard nha, đây là nút hazard. Đó, khi các bạn xi nhan thì nó sẽ chớp cả hai bên luôn, rất là đẹp nha anh em. Đây là một cái bản cải tiến của mình làm thì tích hợp xi nhan luôn cho anh em. Đó, rất là sáng nha. Đó, anh em thấy là rất là rõ ràng nha. Đây là cái ánh sáng xi nhan bình thường này. Đó, anh em thấy không ạ? Nó sáng hơn rất xi nhan dưới rất là nhiều lần, mà rất là rõ ràng cho anh em. Cho nên là hoàn toàn ok luôn. Đó, rất là rõ ràng nha. Rồi, về combo này á thì anh em có thắc mắc đúng không? Thì bây giờ mình sẽ giải đáp cho anh em. Thứ nhất là về cái phía sau nè. Anh em thấy không ạ? Phía sau mình làm rất là gọn gàng nha. Đầy đủ tăng chỉnh lên xuống bình thường như zin nha anh em. Anh em tăng chỉnh á, anh em mà muốn tăng chỉnh á thì chúng ta sẽ tăng chỉnh bằng cái nút bằng con ốc này. Bằng con ốc này thì chúng ta sẽ tăng chỉnh được cái đèn lên xuống nha. Đó, toàn bộ là dây dắt là mình giữ nguyên bản nha, không cắt dây và cũng không đấu nối cầu kỳ nha anh em. Đó, rất là gọn gàng. Đó, cái phần này sau này anh em muốn về zin á, anh em chỉ việc về bình thường nha. Anh em vẫn về zin bình thường cho mình luôn nha, chứ không cần phải độ chế gì hết. Đó. Rồi. Đây, về cái phần chỗ đèn. Về cái phần chó đèn đây. Về phần chó đèn thì anh em có thể đổi được cái màu ở trong cái mắt quỷ này và cái màu ở ngoài qua điện thoại nha. Đây, ví dụ như bây giờ mình sẽ tiến hành mình kết nối với một cái app điện thoại. Đây, mình sẽ mở cái app lên. Rồi, ok. Sau khi mình vào app này, anh em quan sát này, mình sẽ đi tiến hành đổi nha. Ví dụ như bây giờ mình chọn cái màu đỏ đi. Đó, thì anh em thấy là cái logo nó màu đỏ, cái mắt quỷ màu xanh. Khi mình chọn cái màu xanh á thì nó là sẽ là cái mắt quỷ màu đỏ, logo màu xanh nha.
Rồi mình muốn mình đây là mình chủ đích mình đấu như vậy, tại vì đó nếu mà nó chung một màu thì nó bình thường á, cho nên là khi mình sẽ làm điểm nhấn, tức là khi nó đổi màu này thì nó sẽ đỡ màu kia. Riêng cái màu xanh á thì chúng ta sẽ có hai cái màu xanh giống nhau, tại vì cái màu xanh là màu chủ đạo của cái xe này. Đây các bạn thấy này, cái xe này là xe màu xanh nha, đó cái xe màu xanh, cho nên là mình làm cái màu xanh là nó trùng với nhau, nhưng mà hai màu kia thì mình lại đổi cho nhau. Cái này là mình có chủ đích mình làm để cho nó có một sự khác biệt. Logo màu đỏ, mắt quỷ màu xanh, rất là đẹp, rất là ngầu. Ok cho anh em đó. Ngoài ra thì anh em có thể chọn cái kiểu hiệu ứng nó chớp flash giống như lúc nãy mình có chọn, ví dụ như bây giờ mình chọn nó chớp như thế này cũng rất là đẹp ha. Hoặc là anh em chọn nó nhảy ba màu, đây ví dụ như nó chớp ba màu như thế này cũng rất là đẹp. Hoặc là mình chọn nó chớp 7 màu, đó anh em thấy không, rất là nhiều màu nha, chớp 7 màu rất là đẹp nha anh em. Toàn bộ cái led xung quanh viền này mình cũng làm toàn bộ là led xịn hết, cho nên là khi anh em thấy là nó độ sáng nó rất là kinh khủng ban ngày, nhưng mà nó sáng rất là chói mắt nha. Riêng cái viền chói không mình thấy là đã chói mắt rồi đó các bạn ha, nhưng mà nó vẫn đem lại cái sự ngầu cho cái xe đó, rất là ngầu nha anh em. Nhìn từ xa nhìn cái xe nó có điểm nhấn lắm anh em, chụp hình lên thì bao ảo luôn, nếu anh em chụp hình lên nữa thì bao ảo. Ok chưa? Rồi đây là khi anh em bật chìa khóa lên nha, còn khi anh em nổ máy nè, bây giờ mình sẽ tiến hành mình nổ máy, nó sẽ hơi ồn nha anh em, mình nổ máy lên nó sẽ hơi ồn. Rồi đây là ánh sáng cốt, để mình thả cái đèn xuống nha, mình thả cái đèn ánh sáng canh sáng của mình xuống cho anh em xem. Đây nó sẽ hơi ồn nha nè. Rồi ok, đây là ánh sáng cốt nha nè, cốt nó ra được cái bi này, nó có cốt cực kỳ là mạnh luôn, và nó có pha cốt đầy đủ, có thêm tim trợ pha nữa. Đây anh em thấy là đây công tác vaccine và bật tắt đèn, và vaccine và pha cốt thì anh em thấy vẫn có vaccine đầy đủ nha, đó vaccine như nhìn nha, pha cốt đầy đủ nha, đó pha cốt đầy đủ, rất là sáng nha anh em. Rồi mình tắt máy đi một tiếng nha. Rồi cái này nó hút bình ghê lắm, cho nên là mình sẽ phải tắt đi. Thì cái này á là khi mà anh em mà đi ban đêm á thì nó cho một bi, nhưng mà nó cho ánh sáng rất là ok, nó rất là rộng và đều. Tối nay thì mình sẽ test cho anh em xem cái ánh sáng ở ngoài thực tế như thế nào luôn, tại vì bây giờ ban ngày nên mình đợi tới tối thì mình xong mình kiếm một cái bãi đất trống là mình test cho anh em xem nha. Cái bi này đó nó có cốt rất là rộng, thứ hai là nó có trợ pha, cái tim trợ pha của nó rất là ok, cho nên là khi mà anh em đi á thì nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Trước đây thì cái xe này á anh chủ xe có lắp một cặp trợ sáng, nhưng mà cái đa phần là đi phố nhiều hơn là đi tour, cho nên là ảnh kêu mình tháo luôn, rồi tháo luôn cặp trợ sáng luôn, chỉ để cái bi này đi thôi. Và bên này thì anh em vẫn để bóng halogen zin nha, chúng ta vẫn để bóng halogen zin vẫn đi bình thường ha. Rồi toàn bộ cái combo này thì có cầu chì riêng, dây điện, mọi thứ mình đi rất là gọn gàng ở bên ở đây, anh em có thể quan sát rất là gọn nha, đi rất là gọn luôn. Và toàn bộ ở đây, sau này mà anh em muốn mà về trả lại zin cũng vẫn trả bình thường nha, trả zin bình thường luôn, nó chỉ hơi cực cái khâu vệ sinh thôi, còn ngoài ra thì chúng ta vẫn trả bình thường. Và cái đèn này thì bên mình làm bát á, tăng chỉnh lên xuống vẫn bình thường như zin nha. Đó có thêm một cái nữa, đó là cái phần chống nước và cái chụp ở phía sau này. Mình đây là một cái chụp nhưng không đơn thuần, nó chỉ là một cái chụp rồi các bạn. Đây là một cái chụp chống nước, và nó có thêm cái lỗ thông hơi luôn. Đây anh em quan sát này, mình làm dắt chống nước hết nha. Cái dắt này mình có coi nhiệt ở trên để chống nước luôn, nên là anh em rửa xe thoải mái. Cái chụp này mình cũng làm cái chụp để chống, vừa là chống nước vừa là có lỗ thông hơi cho đèn nó tuần hoàn được cái không khí các bạn. Cái chóa này rất là nhỏ, cho nên là khi mà chúng ta đi á, cái bi này nó sáng lên á, nó có cái nhiệt độ rất là cao, cho nên là nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng là hấp hơi trong chó đèn. Nhưng mà cái chó này thì bây giờ hiện tại chúng ta đi thoải mái luôn, không phải lo lăng tăng về cái chuyện hấp hơi nữa. Bên mình đã suy nghĩ đến cái chuyện đó và vừa giải quyết cho anh em luôn rồi ha. Rồi việc về zin thì sau này chúng ta sẽ vẫn về zin bình thường các bạn ha. Anh em nào muốn mà về zin thì bên mình vẫn về zin cho anh em bình thường, không vấn đề gì cả, tại vì cái này mình độ hoàn toàn là giữ zin toàn bộ, không có đục khoét chó đèn, cho nên là mọi thứ giữ nguyên zin hết luôn. Sau này anh em về gắn lại là xong. Điện đài mình cũng đi riêng, một hệ thống điện riêng dành cho xe, cho nên là không có ảnh hưởng gì các bạn ha. Rồi
Thì tí nữa mình sẽ test cho anh em về buổi tối, chúng ta sẽ test được cái ánh sáng của cái đèn này cho anh em xem nha. Rồi toàn bộ chức năng trên xe thì mình đã test cho anh em xem rồi, nó có pha cốt, báo pha đầy đủ, không có báo lỗi nha anh em. Riêng đèn BMW mà anh em độ mà không đúng kỹ thuật thì nó sẽ báo lỗi lằng mằng hết lên trên đồng hồ á. Nhưng mà xe này thì anh em thấy là đầy đủ các thông số này, không có báo lỗi nha. Đó, không có báo lỗi gì hết nha. Rồi, ok. Thì anh em nào có nhu cầu muốn nâng cấp cái bi này thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại vị trí góc màn hình nha, hoặc là inbox cho mình qua Zalo số điện thoại này ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình test cho anh em xem cái ánh sáng của nó vào ban đêm như thế nào nha. Rồi, cảm ơn anh em. Rồi, hello, xin chào các bạn. Bây giờ hiện tại thì mình đang ở một cái bãi đất trống nha. Trước mặt mình đang là một cái bãi đất trống. Các bạn có thể quan sát này, nó chói cực kỳ luôn. Đây, mình đang chuẩn bị test cho anh em xem cái ánh sáng của cái bi lên một bi cho BMW F1000 nó như thế nào nha. Đây là cái đờ mi mà anh em nhìn nè, từ phía trước nha, nó rất là chói nha, đó, rất là mạnh nha anh em. Mình đang ở một nơi rất là tối luôn đó, em quan sát này, rất là chói. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình bật nổ máy cho anh em xem, nó sẽ hơi ồn. Anh em nhìn cái khoảng đờ mi mà nó đang sáng này đó, thì cái này á là đây, cái đèn dream qua này anh em nhìn thấy rất là thực tế nha. Đó, cái đèn dream đi qua nha, ở xa xa thì cũng có một vài cái ánh điện đường. Rồi ok, bây giờ mình chỉ mình test cho anh em xem cái ánh sáng của cái em Kenzo S800 trên chiếc BMW F1000 nó như thế nào. Bây giờ mình sẽ tiến hành bẻ lại cái thẳng cái đầu lại ha. Rồi nổ máy hơi ồn tiếng nhanh này. Đây. Đó, anh em có thể quan sát là ánh sáng cốt nha anh em. Rất là mịn nha. Mịn và rộng, cực kỳ rộng luôn. Đó, mình đang đứng ở giữa một cái bãi đất trống, anh em thấy là nó từ bên này nè, ánh sáng nó trải rộng từ bên này qua bên kia luôn luôn, thấy không? Đó, rất là rõ ràng cho anh em nha. Rồi pha đi nhiều anh em, pha đi, đây và giờ mình pha đây nha anh em. Rồi pha nha, đó pha rất là ngon nha anh em, đó pha rất là ngon, pha là có thêm một cái tim trợ pha nữa, nó rất là mạnh nha. Và ánh sáng của con Kenzo S800 này thì cực kỳ là tốt luôn, anh em thấy là nó rất là đều, rất là mịn ở từ cái khoảng trước đầu xe khoảng 1m, 1m rưỡi đến xuyên suốt về xa luôn, rất là sáng nha anh em, đã quá anh em ơi, sáng quá sáng luôn. Rồi ok, em bác xin giùm anh cái coi, bác xin mình ơi. Đó, anh em thấy không ạ, bác xin từ xa nha, rất là sáng nha. Cái đường cắt thì nó sẽ giúp cho cái việc là chống chói tốt đó. Những cái bi như thế này nó chỉ được lắp trên ô tô thôi, nhưng mà hôm nay thì mình làm trên chiếc BMW F1000. Hôm nay mình làm trên chiếc BMW F1000 thì anh em thấy không, ánh sáng cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đó, khi mà cái đờ mi thôi nè, anh em thấy cái đờ mi không, nó đã đủ sáng được một vùng rất là mạnh rồi. Tại vì cái đờ mi này mình làm tích hợp xi nhan, cho nên là đòi hỏi cái việc là nó phải rõ ràng. Đây, xi nhan mình anh em, đây anh em nhìn này, ví dụ trường hợp mà anh em đi đêm này, anh em xi nhan này, đó nó chớp rất là rõ ràng nha. Đây anh em quan sát này, cái xi nhan ở dưới này, đó nó chớp rất là rõ ràng nha. Đó, khi anh em đi đối diện này, nó chớp thấy luôn, anh em thấy không, rất là rõ ràng. Đó, bên nào ra bên đó luôn. Đây, ví dụ mình ở đây mình quay, đó anh em thấy không ạ, rất là rõ ràng nha. Đó, thì khi anh em đi đêm thì thoải mái luôn, ánh sáng cực kỳ là tuyệt vời. Đó, đây là hôm nay mình chịu khó mình chạy ra đây mình test cho anh em xem nhá. Hy vọng là anh em thích video này, và anh em nào muốn nâng cấp cái bi này thì anh em cứ ghé địa chỉ 123 đường Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk nha. Bên mình thì nâng cấp bi cho tất cả dòng xe, từ xe mua ô tô, mô tô và xe máy luôn đó, thì đều có những anh em kỹ thuật hỗ trợ anh em lắp đặt hết đó. Cái phần đờ mi thì anh em quan sát nó rất là sáng nha, rất là sáng và rất là mịn và đều, không có lộ nhân led. Ở đây thì mình làm một cái chữ ký Vinfast mà kèm với cái logo rất là đẹp. Mình đã quay cho anh em từ hồi chiều rồi. Ok, như vậy là vừa rồi mình đã test ánh sáng cho anh em xem về em BMW F1000RR độ cái bi Kenzo S800, cùng với đó là một cái combo logo kèm với lại cái đờ mi viền chóa rất là đẹp ha, tích hợp xi nhan. Thì anh em nào có nhu cầu muốn nâng cấp bi thì anh em ghé địa chỉ 123 đường Hòa Thám, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk nha. Mình sẽ cho anh em xem lại một lần nữa nha. Đây, ánh sáng cốt nha, rất là mịn đều nha anh em, rất là mịn và đều luôn. Pha lên cho anh kia, đó pha lên nè,
đây là ánh sáng thực tế nên mình quay cho anh em xem luôn. Đó, rất là đều và mịn. Có ở xa xa kia anh em thấy có một cái tim trợ pha tròn tròn á đó. Đó, nó có thêm một cái trợ pha nữa, là cái chóa xe này thì lắp là ra hết luôn, đầy đủ luôn ha, có trợ pha đầy đủ luôn. Rồi ok, rồi chào tạm biệt anh em nhé.